Ok, nâng ấy xuất ra đi khi một đồng tiết trong nâng video này cứ dân một chụp này chỉ thông mấy chỉ mùi nâng lầm hạt bao nhiêu bắt đầu tiết. Ok, nâng ấy chẳng dân nâng thua lầm hạt React.js chẳng mùi nâng TypeScript bắt đầu tiết tiết to nâng lầm hạt mùi này. Này lầm hạt này. Ok, chẳng lầm hạt nâng cứ dân nâng thua bài trên chẳng hỏi dân cách thanh lầm hạt nâng cứ simple bản test nâng khi dân thua mấy để khi dân tớp tại trong riêng tiết tông nâng React, ok, React nâng ấy chẳng khi dân ai chạp đào mán bên tay với tiêm tia khi dân mình chỉ đăng tệ to nâng React là đài mà tha mình tha cứ khi dân club React thì muốn mọc bên tay bàn đài bàn thua lầm hạt ấy chẳng á nè. Ok, chẳng được nông này cứ nhầm nằm bỏ hai khi dân tệ to nâng tích nên cả thơ thằng ọc này hai lầm hạt này cứ chia là basic bố chẳng dân nâng bây giờ dân chọn lồng hạt nó dân cho lồng hạt xem tức là vì miền lạc đại advanced trên tầng trắng nè. Ok, hai dân đang sắc xa ở chỉ mùi kia tha ở bên miền ở vậy play và thang tiền. Ok, pro xa là số bay tại nhóm của nhưng mà sao cho hai tẹt to thằng React nhưng mà sao chỉ chết thế chẳng nhầm chơi thì tôi chẳng nhầm vào hàng khi dân chẳng từ. Ok, là ngày nắng trắng anh lấy nhóm xôm gì mình tích vừa xa về tới nhóm mẹ rộng tha bây giờ nhưng mà tao mang phơi mê lên ấy khi dân trắng cứ nhóm chơi tại những cái tháng khi dân ở từ ở toàn đang ở toàn ấy chẳng là trắng nhóm trong chơi trong prep trong hai vậy chẳng từ. Ok, trắng tẹt toàn là React này và sân thì khi dân ở toàn đang than là khi nhận bậc cao tế cứ React này cứ bậc cao đặt lan tới công hơn meta cứ Facebook này để khi dân họ ngay và hay là score về chỉ Facebook ở bên tay mình tên tới vi cứ chia cầm hôn meta. Ok, cầm hôn thông cái cứ meta mình Facebook đi cái tầm đôi chung ở mấy giá thế vì mình toàn vui thế chẳng React nó cứ là bỏ Facebook rồi cả meta là ấy đại kia bậc cao làng chân số bây giờ website Facebook kia và React đặc biệt bậc cao trên website bậc kia đấy hay map mobile bậc cái cứ Facebook app cứ cái và React native đại React native cứ anh tha bảo sân chỉ khi dân chơi vì React hay khi dân tới cho React native cứ nghi luôn là cứ update và bảo thế po processor là việc là can thấy cứ xiềng khi update khóc này thế. Ok, anh đang bàn chẳng cho nên còn nhầm vào hai mình tích tế chẳng ở vậy là nhầm thời ca vào hai khi dân vào hai tích cứ tiện to tới nóng nó không phải chết bởi dương. Ok, không phải chết bởi dương đây đây cứ chỉ phải chết là nhầm báo cứ simple food website. Ok, chẳng anh ấy cứ nhầm nó prep khi dân tiện to nâng ca điệp trong structure và check ở dân sản tích processor là lấy cứ dân mà tạo toàn sản ấy thế. Ok, phần tay môn nâng dương chia to ca điệp trong và check cứ nhầm xong thua ca start và check mùi sân. ok, chẳng khi dân ai nông vi số xuất yếu cứ khi ai thua ca thưa mà nó không nâng các bạn rồi cờ khi dân ai thua ca right click này hay bao gịt bè này các bạn này. Ok, tam chất phần tay nhầm xong thua ca bao quyền nông này ta bắt đầu chẳng ở nhầm ai thua ca check shortcut khi cứ control thấy nhưng mà đang nhà đấy hay ấy thế tôi chưa click vào đấy đang này khi anh chơi thua ca check control shift hay nhà để nhưng mà xem đấy. Ok, rồi cờ dân chơi control shift chắc tranh màu chẳng thấy về tranh màu và tao chỉ là trang màu mình sẽ thầm mấy đấy anh ấy check chứ cứ mình thà thầm mấy tránh check lục video bot test mấy hồi đấy cái nhé. Ok, cứ lục mod tranh test mấy hồi thế thẹp mấy mình thiệt rồi thôi giờ này cứ video sao mình là bỏ default và vì tha dương trong bao video chụp page bé rồi cả bao chụp page CMD chẳng đó để mình page đấy vì ai mình chỉ PowerShell hai giờ đấy cứ là sao nhưng mình store nơi Ubuntu WSL cứ vì mình chỉ page chẳng chẳng tiết hai vì mình được chia comment from hai giờ đấy JavaScript debug thôi mình nói cứ như mà đã test năng thì say thế. Ok, bàn tay ở chỉ tu tới cứ nhầm đặt default cứ dùng vô kịp best đặt sang kịp best cứ vì nghe sro pra trên kế. Ok, chỉ phải xây cứ ca pra chỉ 10 kit cứ vì nghe sro hay là sao nhóm thưa ca 10 kit chớn chẳng nhóm pra kịp best cứ chỉ default tạm đó. Ok, chẳng nhóm xong clear tích ít. Ok, chẳng lấy nhóm xong thưa ca Wyan start rồi gờ nhóm xong mình rất anh đâu vậy hết thì anh đôi từ C nhân tới cứ liền này. Ok, là này chẳng tệ to nó phải dependency nhóm mình thập vô tới phổ năng xuất trên library để thực ca pra hơi React đã dân pra nó cứ version 57 cứ version 57. Ok, chẳng dân thập ca và Yan start 7 thập ca start và chạy bởi chứng chẳng Yan start nó phổ sản dân pra pra Yan chẳng Yan start. Ok, enter lấy với vùng start đấy chăm tích tức cantik. Kapag penang ko tayo ay monye mantik pantanya manang use ay Ronaksan. Ok. Để chỉ dù mày chạm đào mày. Ok, start đấy. Cứ vị ba automatic. Default bảo với cứ port 3.0. Phần tay những anh thưa ca cài port bán, những anh thưa ca cài port thành cài bán. Chào những bạn tạm cõi. Những tới bờ sơn những đi dương na để con chơi tròn hay có băm mơ ở video trong khơi trắng đó. Có anh thưa ca chạy lệch bán. Phố bê khác trong lệch khác với những mặt trời này trong thời các lý dương nằm bay ở tranh lệch mặt tại khi khi tôi bên nằm bao nằm bay ở dồn đằng span dồn đằng ngọc thì chứ nằm bay oi anh tha là mọi ở bên tây cam và chia dương với đi chụp ra anh tẹt to nằm chụp đi nằm ok ở cái ao trong này là chụp đi nắng á nằm này ok chắc là nhân thưa ca bà vía tại sao tờ index dot tsh này cứ việc mình đây chia chụp lại tết của nó cứ chia anh tha với chip men application mà dưới hơi nhập app này cứ chia anh tha chụp lại tp hai pichon nông index.tsh ấy cứ kia là xây thế cứ kia là tập văn năng tập bàn ấy còn ta vậy là kia xây cứ xây nông app.tsh ok hai khi giúp bà con cho chúng ta tsh ấy cứ bị tầm nặng ai kế thật ok trong tsh cứ bị tầm nặng ai TypeScript.js ok TypeScript.js bộ là sao ta bảo sân chỉ dừng xây bậc phết chỉ bậc phết file JavaScript ai thay dừng xây React chỉ mùi thằng JavaScript cứ dừng pra bậc phết chỉ extension cứ JS cứ JavaScript đó chỉ JavaScript JS đó chỉ mình thấy đó chỉ HTML à lấy xong search mọi người các mọi miền phép vô cho lắm trán TSH stand for chop tự chỉnh ip xế nhưng đã TSH React TSX này React TypeScript mẹ đấy mà React TypeScript file đấy TSX bây giờ coi mình vinh ok chỉ tới bây giờ biết là bọt mình chẳng cứ nể bên TSX phần tay bị roi biệt vinh chỉ tới đăng thờ bên mẹ là xây biệt HTML thế cứ cái này nắng cứ meta TSX cứ đầm nặng TypeScript JSX hai bản sân chia Java JSX cứ JavaScript JSX ok anh đang bám chẳng ở đây còn nâng bám chắc SSX anh đang phê chẳng anh còn tha trong khi dựng thưa các bạn trẻ bạn tâm tới ok chẳng bản sân khi dựng sẽ bọc phê và check React đây pra TypeScript cứ dựng thời cam pra bọc phê chia TSX tạo sân khi dựng pra nơi JavaScript cứ khi dựng thời ca pra về phần chia JS ok anh đang bàn chẳng hay nè nó không năng nè à block HTML dừng giấy nó là nó cứ mà mình chia mà cái hai thay HTML thầm ná nó cứ một cái hai thay phần JS đại đặc năng nó cứ dừng anh vừa ca xây code JavaScript bán cứ dừng anh vừa ca xây code JavaScript bán anh đang cái hai thay JS vậy ok hai tầm đó nó không đi mà mình chia HTML đi cứ một phần chia HTML cứ một phần làng ra thay HTML cứ bản thân thì dân mình tập thiết ba mùi ô thoa dân mình bị ổ ok chẳng dân mình bị ổ bản thân dân xây trẻ và dân xây trẻ nó không HTML cái dân anh tầm là ở anh đào bán á tại bản thân chỉ không treo ở không vào page JSX và page HTML bản thân dân đại chẳng cứ việc score tờ dân đại bật mũi thiết bằng việc score mình ra snap thiết để miền bật miền tham bia miền tầm mùi chẳng cứ miền bận chừng tầm đó cứ online tham mình ai làng là tham mình ai tham online man tỷ ok anh đặt bàn chừng năng này chừng nhóm xong phải cho tịch và tham tiện ok chừng ở lỡ dân khơi tha làng là thật lại nắng cứ ở lỡ nhóm trang chuyện nhóm trang ai nực nông nắng cứ miền folder xem thì để chừng này ok ai tha ở lỡ nhóm mặt trang ai bị miền ca và bạn mình tích chẳng nhầm ai cho ca nó folder mới cứ component ok component hai nó không component nó cứ nhầm và ca chỉ folder xây tới tạm bây cho ca tục nơi component xây kia ok โอทอถ้าแล้วแอปนี่จังแอปนี่วิวก็จีคอมโพนนั้นมวยไอ้โอเควิวก็จีคอมโพนนั้นมวยแต่ทัวร์การแรนเดอร์ในReact ไปชิคไปเยอะโอเคพวกนี้คือชิมเมย์จังเมย์ยังก่อนเยอะไอ้จังไม่ท่าindex.ts นั่นคือยังตกนักเวียนนักน้อง SRC จากมวยกดไม่ท่าไปยังโจนักมวยน้อง SRC ก็ยังเคยท่าอ๋อเมย์ก็คือประเภทเมย์ก็คือ index.ts ยังไงให้นับไปแต่วิชวลปตอติดคือยังถือการเช็คตัวเท่าไหร่ยังเช็คโชว์จังยินถือการเช็คโชว์ยังต้องเคยฟาร์มเซนจีไหนไปสนับสนุนนั่งโอเคอันนั้นไปจังแต่ตอนนั่งน้อง React คือจะใช้ระเบียบจังคือจะใช้ระเบียบท่าคือจะใช้กดจานนี่คือให้กี่แรงนะท่าคือจะใช้กดจานนี่ให้การใช้กดแบบคือจะใช้กดตับดองให้คือแอคปลายบานชุบครบกันไหลไม่ท่าเอาท่อท่ายังใช้เชียร์คอมโพนั้นบุตรตองมวยจังคอมโพนั้นบุตรตองนั้นคือยังให้ปลาครบกันไหลอ๋อยังจังให้ปลาให้ยังอัดจำบ้านอย่างใหญ่ๆจานเตียนไม่ท่ายังอัดจำบ้านจะใช้กดตับดองเตียนอันนั้นไปจังโอเคจังจำยมปรับประทานที่แต่ตอนจำหนึ่งอะไรก่อนแต่จำยังทัวร์ตายมสันให้จำยมปรับไม่ได้จำยังทัวร์ประทานที่โอเคจังส่วนประกันโฟลเดอร์มวยน้องคอมโพนั้นคือแอปให้แอปคือยังตกในเนี่ยแอป .ts เนี่ยจังยังส่วนประกันเอาโจเอาหาไฟล์แอปนั้นโจติดกันโฟลเดอร์แอปน้องคอมโพนั้นนั้นจังเอาโจเลยจังเช็คมูฟโอเคจังไปโจเลยให้ประตอบที่ด้านซ้ายถังแช่นับไปได้ยังโชว์ตัวการโฟลเดอร์จังนะเมื่อถ้าเรานี่คือยังมาทวการให้ชมฟาเลยนับไปยังทวการ import ไอจังตึกคือยังคอนแต่ให้เรื่องแช่โอทอท่าเลยยังโอทอชายชายมั้งแล้วโอทอท่าการ import จังการ import คือยังได้ import app จังเถิดโอเคให้ได้ from จังยังประกอบแต่เธอการดับใบยกapp component นั้นหมดด่านนักน้อง index บ้านคือยังเธอการโชว์ตัวการ folder componentปัตตามาโชว์ตัวการโฟลเดอร์แอปปัตตามาคือยังถือการจับชมูฟาร์มจิตคือแอปปัตตายังจำไม่ได้ด่าท่า.tsxt ยังจำไม่ได้จังไงด่าจังคือแอร์เลยยังตื้อยังขอด่าชมูฟาร์มก็คือวิสกอท่าอ่อนนั่นคือชมูฟาร์มยังไงอันนั้นคือคนมาหยอกมวยปัตตาเปิดสั้นเฉียโอทอท่าเฉยยังถือการโดยชมูฟาร์มนั่นถือด่าเฉียชมูเอฟซีโอทอท่ายังด่าชมูท่าอินเด็กจังยังถือการรีเนมยังได้ index.ts โอเคจังยังได้ index.ts คือได้ปันนั้นเมื่อถ้ายังอัดจำบันได้ชั่วโมงแอปมาเอาตีคือยังขอได้2ในชั่วโมงโฟลเดอร์เมื่อถ้ายังขอได้ชั่วโมงในโฟลเดอร์คอมโพเนนต์มั้งให้ยี่ตึ๊กเหมือนชั่วโมงโฟลเดอร์คอมโพเนนต์นี่เมื่อถ้ายังขอได้ชั่วโมงโฟลเดอร์มั้งคือวิสกอร์มองถ้าอันนั้นคือชีฟาร์เลยเกย์โปรแต่ซาแต่แอปไม่แต่ซาแต่แอปเหนียวดังทางไงดังให้ได้เป็นยมจีคอจะเอาตีโอเคอย่ารวมตื้อแล้วนะถ้านับชั่วโมงท่า index ไม่ท่า index รอฟ้าหนึ่งแต่ประเภทที่ ชั่วโมงท่า index คือแคปตกท่าเชียประเภท default เลยคือจีเมย์เกย์ index นะคือจีเมย์เกย์จังแต่ซานแต่ขนม folder app นี่คือแบบเวียนขนมนั่นคือเวียนเคยท่าเวียนฟ้าเมื่อคือชั่วโมงท่า index.ts จังวีอัดทุกการประบายที่เต้คือเวียนขอโชว์ตัวการ folder component ประจำนั่นคือ app ให้ก็ยังบันจำไปจาก index เลยยังจังได้กับบ้านอัดได้กับบ้านไม่ท่าบางส่วนจะยังอัดได้กับวิสกอตได้กับวิสกอตอันนั้นแบบจังปัจจัยบางส่วนจะขึ้นน้องโฟลเดอร์แอปนั้นยังมีในไฟล์เซนในชั่วโมง AC โอทอท่าชั่วโมง app.ts app2.ts app3.ts จังอันนั้นก็คือยังถือการได้ชั่วโมงไฟล์แบบวิสกอตนะได้ชั่วโมงไฟล์โอเคจังอันหลังนี้คือยังมาได้จังมาได้ชั่วโมงไฟล์เลยพวกเดินซาเนี่ยมันกระทะยังมาจะไปได้ชั่วโมงไฟล์คือเดินซายังจังมันได้đã file index.ts anh đã chờ mong ok trong nhưng mà chăm anh đã cho file gt nè anh đang bàn chăng là lỡ nhưng mà đơn thang thì dương toàn ở về nhom gì được ở tết pro thời gian là nhau mà lời đấy cứ nhom gì này ai chăng nhưng mà đơn thang thì dương vô rồi mình vô anh đang có bà đây ok chăng là lỡ thời gian thì lỡ như mình vô mà đông tiệt cho tiệt to nắng chăng ở tiệt to là khi tu tới cây bạc cao chỉ folder 10.5 đồng nàng oi component นั้นคือทวีเก่งจังเตอร์จังคือตายในประการโฟลเดอร์มวยดับใบดาวไปยัยหายไปต่อมันนักน้องนั่นคือได้ดับไฟล์ชาร์ตเลยกรอนเกย์กรอนดับดับในชั่วโมง index.ts มดดับใบประการที่ component มวยดับใบเอาโฟลเดอร์มวยนั้นหายไปต่อมันก็อาจดับ style.ca ไอ้ต้นนั่นจังเตอร์ดับใบจะใช้ style.ca ไปทำติดโอเคจังนั้นซาตาเหล่านี้คือยังบ้านหนักจังหายชั่วโมงนี้คือชั่วโมง component นะ để cho một component. Ok, hai việc mà export từ ra từ cái hai tại tôi cái export của mình bị bập hết. Bên bên bập hết export thầm ná là export default. Hai nó trong file mới cứ export default cứ ban là mới cột, ở lại export ban tràn thì anh đang bám chẳng à. Anh bắt đầu bấm sao những phần C thì cứ đôi khi ở lại tràn thì năng ấy. Chẳng ở lại thì cứ nó trong component folder component bắt đầu nó cứ app. Hai nhà bạn đặt file là mấy file trang bây giờ cứ đưa chia index.tsh đưa chia app.tsh là những đồ chúng ta chia index.tsh chẳng là nó đấy cứ nhà bạn chạm bạn đặt trong file app.tsh thay nhà bạn chạm bạn đặt trong app ATT nhưng mà chạm bạch đấy vừa được ra tại ở bên score người ta ở lấy dương châu folder app cứ ở bên chạm vô index.tsh mong chẳng dương đặt phần năng cứ bị đâm thả ở dương và còn thì chạm chạm nơi trong index.tsh tại bản thân thì không folder app nắng ở bên file index.tsh đấy cứ men ha cứ việc đăng chạm mùi nát cứ bị error rồi cứ lột hòm này này anh đang bàn chẳng chờ mà nắng khi thời chấp ba ha ở nắng trong folder app của nhóm cứ miền file mới cứ index.tsh đã chia component đã chia main component mới sản folder app mùi năng. Ok anh đang bàn chẳng bản thân như khi gặp vô lại nát khi ở các comment nâng hàng cloud mà tham tiết buồn ấy cứ nhóm chia và vô clip ở hải nắng ấy. Ok chẳng xong sao phá phần nắng chẳng ở lời này cứ app.tsh chẳng ở lời đây chỉ dân cho mà mơ can browser bởi dương nhưng xong qua đến cháu nhưng refresh các bạn ta nói dương mà chăm bạch refresh các bạn đấy phụ vị auto refresh ấy ở dưới khơi tha ở lời cứ hello world. Ok hello world nhưng xong bật thầm đó chào đấy ông cho cao bị bật đấy tại vì mình bật ở dân ran bằng thế cứ việc bật thì lấy xong bao giờ tới ở đập bay ngay luôn trong ca bảo hành thì giờ. Ok là ngày chẳng ở lời nấy cứ nhóm xong ad chia style tekan react bao giờ của react bao giờ là tao mình CS đấy. Ok hai tại tao CS thì dương trong app với nó không ở default là bao index.tsh các bạn phần tay nhầm cật tha ở nó không này nhưng khi thay vợ tâm em priority sao vậy dương pra cứ dương pra với nó không nè nó không app nè chẳng như cô tập vào cao cf file nó không app bằng từ. Ok chẳng em còn vào cao chỉnh new file hay đặt style.cs. Ok rồi có vạch style này đặt index.cs mà nhân viên đồng chiêng cái index.cs tập phần tăng map hai nhân thua ca sẽ default style trong default style nhầm trong mã nó cứ nhầm trong bàn chỉ bàn chết nhầm sẽ default style bao CSS trong mà trên nhầm nhiều số hay là chấm đợt ảnh hạ đo chấm đợt đi hai cứ nhầm mọi sợi bây giờ để tôi sẽ tràn đấy như này là số và tầm mắt box sizing border box hai và tầm mắt nhầm add ba tí trong ba đi vào nhóm cứ ai tha nhầm do page chia font family default cứ nhầm do sen đi chia sen serif. Ok hay tẹt to thành năng font size default cứ nhầm do tập hợp mùi px. Ok hay tẹt to thành năng line height default cứ nhầm do mùi chụp mũi hay tẹt to năng background default cứ nhầm do bỏ số Apple so cho lắm từ bọc màu mình nhé. Default background cái nhóm background color từ mình từ chẳng ai. Ok color cái default cái nhóm vô 777. Ok 777 đám phần năng. Ở đó dân refresh cái dân khơi thao tam do style do ấy đấy, admin do style do ấy tí nè. Tại sao tại dân automat add file cn nó cho tất can app.tsh bao giờ. Đấy cứ index.tsh đã sẵn trong folder app đấy. Ok folder app này. Ok mình thay giờ tạm màn import chẳng bị score thì chẳng vì cái import file CS đang cho một căn file index.tsh này là mình bị score chẳng là sao tạo viên nó nâng tề chẳng bị vào bạn thế chẳng nhầm thoát lơ đấy cứ nhầm xong với cái import cứ import ba chữ file CS cứ dừng ở chạm bạch hai prai khỏi dừng import tới cái vi tập nào ca cho tạm đón. Ok, chẳng đây chỉ dương thời ca được chuyển chế nhằm trong thịt đấy. Ok, chẳng nghiên thời ca đã cho chế móc và tầm móc ở dương dục index.cs Okay, em mở DAO xả sẵn. Tôi chịu DAO tới. DAO tới. Ok. Chờ phải phải đây vừa vậy tới về nhóm sẽ cứ nhóm ở đây para sẽ bạn chẳng thì. Còn ta nếu nhóm bền thì giống như thời ca para chẳng ở vì mở đất logic. Ok. Người ta đang là pin nữa. Chẳng ở cái import file bạn chẳng cứ người nghe chẳng. Cứ dân còn có cả import hay dân đã nơi tùy trang này file dân chọn import chẳng file dân chọn import cho tất cả index.cs nó cứ index.cs chẳng khi dân còn đã tha dân trong đã check show check p hay ra cho thấy flag của bạn rồi out của bạn đấy là mấy ở việc show chẳng chẳng khi dân đã tan màu ok chẳng là lấy cái bit score này và tao mắc cứ dân thua ca ai tha anh để bị tha refactor của bạn đấy cứ dân thua ca tôm tích mình thà là nó cứ dân prap page regular function chẳng regular function ai vậy bên thà view nó được tập prap bán bên tai còn thà nhầm trong này nông thì gọi prap page arrow function mình chẳng cả prap arrow function cứ dân ai vừa chạy bán nhưng mà cả constant mới phù page nó page arrow function cứ cái tai là prap constant phù việc mình ấy prap đôi tê ok chẳng constant mình tao mắc cứ nhầm đã f thà nhầm đã smart ok hai mình sẽ bạn chẳng anh đang page chiếc page chiếc arrow function này hai anh thưa cả sẽ return hai return cứ dừng return chỉ csx cho index chẳng móc index này từ đấy cho lõm từ đấy anh mới thấy hello world chẳng đại mà ok ok anh đang cứ nghe nghe chẳng hai dừng anh thưa cả lục ở lời chào các bạn để chỉ bị hay ấy phần đăng tới para ba đôi kia, sofa refresh đôi kia, ad khó thế, anh đang có page chia, nhưng mà para page chia, arrow function mình, ok, năng ấy, hai anh đấy kia nhưng para export default, cho export default, cứ nó về nhưng hai para, này nhưng hai para cứ nhưng ở trong bạch đại, bây giờ nhưng ở trong bạch para từng kiếp chia đấy, bản thân chia page chia export thầm lá, cứ nhưng về nhưng import mắc cứ nhưng thời gian para sinh ra từng kiếp, tại bản thân chia page chia default mình ra tập hết nó cứ export tập hết trên default chẳng nhờ trong mạch đặt kia thế nhưng mà ở đây tới chậm mới đó cứ nhầm nằm vào hành của lỡ vào hành mấy cờ màn tận ở đấy ok ở lấy những vào hành tích tích bật thang tiệt tiện to rằng là việc này ca thử hay ở lớn đi ai tha nhom thua là cái hình ở khi mưa chắp vô bằng tới chẳng cái này cái bắt tới dương ở trơi ca ở đại tế phần tay nhom vào hành thì dương hỏi đặc biệt bậc trẻ trẻ to nên nâng cao prapra bậc hệ chia react mình thay bậc trẻ thay bậc trẻ ấy vừa là ra đến prapra TypeScript trong những thời gian import react tranh phí react hay khi bậc con chia về các hình vò đấy ra về các nhóm hai react về các nhóm hai react ok là nâng bạ đấy vừa nhóm về về các nhóm chơi nhóm nâng khơi trong gì react chân từ về các nhóm trong gì react chân từ và bạn này ok hai lấy bậc trẻ thay nhưng bậc trẻ thay cho component này trong component cứ nhầm đặt thay react.frag để chuyện .sc năng ấy hai bản thân khi mình thì prop mình sẽ ấy cứ ai chơi cả và thay tiền rồi còn tập hành phần năng ấy ok người ta phải chuyện thay react năng tập hệ component cứ tập hệ chia function component của năng cứ tập hệ function component á thấy nhé phải chuyện thay cứ react tập hệ chia function component của ra ta react cứ việc mình tập hệ component chấm luôn pi tập hệ cứ tí mỗi cứ function component tí pi cứ class component đại class component cứ tập hệ xử lý cha anh tha là cứ lên server class component của việc của bạn ra đây ok của việc tập hệ class hay như tất class của bạn ra nó trong JavaScript không bạn ra chẳng cái đầu màu việc cái đầu với màu prap tập hệ chia function component mình đại tập hệ function component cứ đây chỉ khi nhân khơi này anh nó cứ function ta bạn thấy những ai bật cái component bạn anh nó cái hai tháp function component này ok hai component cứ tập hết chia riêng xem mà đông nó cái hai tháp component này meta mà block cái hai tháp component này kia ô thọ tha lớn nè nhưng mơ nè chắc là đấy đây chia những khơi tha đấy hàng lớn menu đó chắc cái hai tháp menu component này mà đông năng hàng này cái ai tha ruột hiệp rồi cả ai tha chỉ tập hết đây chia sấy này đây chia hero chân hai ta hero component này dân từ hai này cứ ấy kế mà block cái tức chân cái dân đã tha about component này dân từ hai này cái ấy tha out menu component này dân từ này thế hai này cái contact component này dân từ anh đang làm chẳng ខាងក្រោមអាចថា footer component អញ្ចឹងទៅអូខេអានឹងបែបអញ្ចឹងអានឹងគឺសិតតែជាប្រភេទ component ហើយដែលយើងអាចសរសេរបែងចែកគ្នាបានអូខេហើយអានេះគឺយើងចុចទៅអត់ទៅណាទេអត់មាន link ទៅកម្ម page ផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលទេតែបើសិនជា link ទៅកម្ម page ផ្សេងគឺអានឹងគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ library មួយទៀតគឺ React Router ដើម្បីធ្វើការredirect ទៅកាន់ page មួយព្រោះតែសារតែក្នុង React គឺវាអត់មាន page ច្រើនទេបើមិនយើងប្រើប្រាស់ React Router ទៅគឺពិបាកហើយដោយសារប្រភេទ React គឺប្រភេទជា single page application អញ្ចឹងវាប្រើប្រាស់តែ HTML file តែមួយគត់វាប្រើប្រាស់តែមួយគត់វាអត់មានធ្វើអីផ្សេងទេវាអត់មានប្រើផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅក្នុង React project របស់យើងគឺមានតែ HTML file តែមួយគត់អត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងគេហៅថា single page application អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងបានធ្វើការ import file ស្គាល់អស់ហើយអូខេបានស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមប្រហែលជា 4-5 នាទីទៀតទៅចុះដើម្បីបង្ហាញគ្នាយើងបន្ថែមអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានរបស់ default ហើយអញ្ចឹងដោយសារតែក្នុង React វាច្រើនគឺគេតែងតែបែងចែកវាជាប្រភេទជា component ដុំអញ្ចឹងឥឡូវក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងមិនស្រួលគឺអត់បានចូលលំហាត់ទេអត់បានចូលលំហាត់អីវែងឆ្ងាយសេកូដអីទេគឺគាត់តែបានបង្ហាញតាក់តទៅតិចនេះតិចតួចតាក់តទៅនឹងអ្វីខ្ញុំបង្ហាញថ្ងៃហ្នឹងអូខេបញ្ចូលគ្នាយើងអីចឹងណាអញ្ចឹងអាចថាមួយថ្ងៃតិចទៅគឺច្រើនពេកអាចនឹងគ្នាយើងខ្ជិលគ្នាអីយើងអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងdefault ខ្ញុំសូមនិយាយតាក់តនឹងអ្វីខ្ញុំត្រូវការធ្វើបន្ថែមទៀតគឺ default គឺខ្ញុំតែងតែមាននៅ container រាល់អ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំសរសេរគឺខ្ញុំតែងតែមាន container មួយដើម្បីក្តោបដើម្បីអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការបង្កើតនៅ folder មួយនៅក្នុង component ដែលថាដាក់ឈ្មោះថា layout អូខេ layout ហើយនៅក្នុង layout ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រភេទជា layout ជាច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមបង្កើតអាចថាបង្កើតឈ្មោះ file មួយគឺ default layout.tsh អូខេបែបអញ្ចឹងហើយឥឡូវដោយសារតែនេះវា auto reload តើអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file ហើយអត់តាន់ធ្វើអីគឺវា error អញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំ import ទៅ React មួយគឺវាលេង error ហើយតែប៉ុណ្ណឹងលេង error ហើយ save file លេងអីអូខេហ្នឹងហើយបន្តមកគឺខ្ញុំសរសេរ component អញ្ចឹងការសរសេរ component គឺយើងសរសេរមួយខ្ញុំមកសរសេរយូរទៅវាចាំដៃហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដោយមុនដំបូងគឺឈ្មោះ component អញ្ចឹងឈ្មោះ component គឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យដូច file មកទៅគឺ default layout អូខេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុច2គឺបញ្ជាក់ពីប្រភេទគឺប្រភេទជា React function component អូខេហើយ return ហើយខ្ញុំ return deal មួយមកអូខេចាំមកហើយខ្ញុំធ្វើការ export ផង export default ហើយ default layout ហ្នឹងតែម្ដងអូខេបើសិនអ្នកគ្នាយើងអត់ធ្វើការ export ទេគឺគ្នាយើងអាចហៅមិនថាយើងអាចហៅអាប្រភេទ component ហ្នឹងទៅហៅទៅប្រើនឹងក្រៅបានទេព្រោះដោយសារតែបើយើងអត់ export គឺវានៅនឹងរហូតប៉ុន្តែប្រភេទ export គឺមាន2គឺប្រភេទ export default និង export ធម្មតាប្រភេទ export default គឺភាគច្រើនគេប្រើវានៅលើmain component មិនថាគេគិតថា component ណាដែលជា main ចឹងគេចង់ហៅវាទៅប្រើនឹងក្រៅគឺគេតែងតែដាក់វាជាប្រភេទ default ហើយតែបើសិនជា component ណាដែលវាធម្មតាទេគេអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ export បានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំសូមសរសេរបន្តិចទៅតាក់ទងនឹងការកំណត់តាក់ទងទៅនឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថាខ្ញុំសូមបង្កើត file cs មួយនៅក្នុងហ្នឹងទៅអាចថា index.cs ឬក៏ style.cs ទៅអូខេហើយខ្ញុំសូមimport នៅ style.cs ចូលនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងimport style.cs អូខេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបន្តទៀតនៅក្នុងនេះគឺអាចថាប្រភេទ default layout ហ្នឹងគឺប្រភេទ container អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ class វាគឺ container អញ្ចឹងនៅក្នុង React ហើយ JSX នេះគឺគេមិនមែនសេ class ធម្មតាទេគឺ class name មិនថា class ហ្នឹងគឺ class ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅក្នុងនេះគេដូរឈ្មោះទៅជា class name មិនមែន class ធម្មតាទេអាហ្នឹងបែបអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង container របស់ខ្ញុំក្នុងហ្នឹងដូចជាអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម save file refresh មើលសិន refresh អីខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសេហៅ container មកហើយបន្តមកឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំសេអីផ្សេងឥឡូវ container default គឺខ្ញុំយក width 100% ហើយ height គឺខ្ញុំអត់កំណត់ទេហើយខ្ញុំកំណត់តាក់ទងនឹង position ទៅជា relative អូខេហើយខ្ញុំចង់ដឹងថា background មិនយើងអាចដាក់ពណ៌មើលទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាអត់តាន់ស្គាល់ទេវាអត់តាន់ស្គាល់ទេចាំវាអត់តាន់ស្គាល់ធ្វើម៉េចវាស្គាល់គឺយើងត្រូវការយក default layout ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុង app.tsx សិនព្រោះឥឡូវនេះនៅក្នុង app.tsx ឬក៏អាចថា index.tsx របស់ app របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអត់តបានហៅអាប្រភេទcomponent មកប្រើទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការហៅវាមកប្រើសិនអញ្ចឹងដោយសារតែហ្នឹងគឺជា main ហ្មងគឺយើងចង់ដាក់វាជានៅក្នុងដុំកម្ពុជាហ្នឹងហ្មងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ import វាសិនអញ្ចឹងខ្ញុំ import ដោយប្រើប្រាស់នៅ default layoutអញ្ចឹងអានេះដោយសារវា auto ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគេខ្ញុំគាត់ចុចលើវាទៅវា auto អញ្ចឹងនៅក្នុង app.tsx នេះ app.tsx នេះគឺក្នុង index.tsx នៅក្នុង folder app នេះដែលវាជា main ដែរជា main application ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើការដើម្បីអាចចាប់យក folder component ដើម្បីអាចចាប់នៅ default layout component មកបានគឺវាត្រូវការចេញពី folder app វាសិនបន្ទាប់មកវាចេញនេះគេវាចេញពីក្នុង folder app ហ្នឹងហើយវាចេញហើយគឺវាធ្វើការចូល folder layout នេះ layout នេះបន្ទាប់មកវាចាប់យក file ឈ្មោះថា layout អត់មែន .tsx ទេគឺយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ extension ទេអញ្ចឹងអានេះដូចជាគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបើសិនជា auto បើសិនជា component default layout នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា index អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះមកទេប៉ុន្តែដោយសារតែនេះប្រភេទនេះគឺវាមិនមែនឈ្មោះ index ទេគឺឈ្មោះថា default layout អញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ្ជាក់ឈ្មោះ default layout បន្ថែមទៀតដើម្បីវាស្គាល់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំសុំលុបចោលបន្ទាប់មកខ្ញុំហៅ default layout មកអូខេបែបអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថាដូចជាអត់មានពណ៌មានអីទេឥឡូវខ្ញុំសាកចូលទៅក្នុង default layout ហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសុំសរសេរឈ្មោះបន្តិចខ្ញុំសរសេរបន្តិច hello នេះឃើញពណ៌ឃើញអីអញ្ចឹងមើលថាអានេះគឺយើងហៅបានជោគជ័យហើយគឺនៅក្នុងindex.tsx របស់ app របស់យើងនេះគឺយើងបានហៅនៅ default layout មកគឺដាក់ហើយគ្នាប្រកាសទៅឆ្ងល់ថាឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំចង់សេអីទៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់សេក្នុងនេះខ្ញុំអត់ចង់លក្ខណៈថាខ្ញុំអត់ចង់អីទៅចង់កែប្រែអីទៅកែនៅក្នុងនេះទេព្រោះកែនេះគឺវាពិបាកអីទៅអត់ចាំបើយើងកែនៅនេះដដែលអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅសេអីនៅក្នុងនេះទៅអីព្រោះពីច្រើនគឺគេអត់ដែរទៅសេនៅក្នុង component នេះមានថាគេអត់ដែរសរសេរវានៅក្នុង component ឆៅអញ្ចឹងទេភាគច្រើននៅក្នុង component គឺគេសរសេរកូដស្រាប់ហើយគឺគេបង្កើតជា prop ដើម្បីកំណត់ជាអីឲ្យអញ្ចឹងទៅដើម្បីកំណត់ជាលក្ខខណ្ឌជា action អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេបង្កើត prop អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅ property ឬក៏អាចថាយើងរៀននៅក្នុង HTML គឺប្រភេទជា attribute អានឹងបែបអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេមានវិធីដូចជាឥឡូវនេះបើយើងអូសកាត់ដូចជានេះយកមានប្រភេទជា chart trend prop ទេអញ្ចឹង chart trend prop នោះវាមិន chart trend prop នោះគឺមានថាយើងចង់សេអីនៅក្នុង default layout គឺយើងអាចសេបានណាអាបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះប្រហែលជាគ្នាយើងពិបាកយល់បន្តិចបើសិនជាគ្នាយើងធ្លាប់រៀនតែ HTML ធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាយើងអាចថាមើល react បានច្រើនហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងប្រកាសជាអាចនឹងយល់បានច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកបង្ហាញគ្នាយើងតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ prop បន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលយើងប្រើប្រាស់ TypeScript គឺយើងត្រូវការបញ្ជាក់ Type វាត្រឹមត្រូវមានថា prop គឺយើងចង់បង្កើតអីធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឲ្យគ្រារៀនរបៀបនៃការឲ្យគ្រាខ្ពស់ហ្មងទៅកុំឲ្យរៀនរបៀបរៀងទាបពេកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបង្កើតជា JS ខ្ញុំបង្កើតជា interface ព្រោះនៅសារនៅក្នុង TypeScript គឺវាមាន interface អញ្ចឹង interface គឺយើងដាក់ឈ្មោះមកឈ្មោះអីគេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា default layout prop អូខេអញ្ចឹងមកហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់សេអីសេទៅប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់សេអីច្រើនទេគឺខ្ញុំសេជា chart thread ហើយ chart thread ហ្នឹងគឺជា prop មួយដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនេះអូខេហើយខ្ញុំដាក់បញ្ជាក់ type អញ្ចឹង type គឺខ្ញុំយកប្រភេទជា HTML element អញ្ចឹងហ្នឹងបើតាមចាប់ដូចជា HTML element អូខេនេះខ្ញុំគិតថាត្រូវចាំមើលបើសិនជាខុសចាំយើងកែតាមក្រោយប៉ុន្តែប្រភេទជាក្នុងហ្នឹងគឺប្រភេទជា HTML element ហើយប្រភេទ type ហ្នឹងអូខេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង Chẳng như ba bậc cao nó prop chẳng này chẳng là lỗi prop giống như khi thằng ngặt chẳng ở tầm men ấy thế. Bây giờ ông cắt cứ tha default prop is declared but never used. Mình tha dân ba bậc cao thay bên tay giờ tầm mâm hai prop. Chẳng là bây hai là prop nông prop bán cứ dân đặt nó nông đấy chỉ là đấy. Rồi dân hai nông prop á. OK. Rồi còn khi dân ở trang bậc cao interface khi dân anh vừa cả xây được không định bàn. Hai dân anh xây auto chart trend chẳng từ. Chart trend HTML element chẳng từ chẳng khi anh bật xây chẳng bạn bàn tay em cắt tháp vào xây chẳng tại vì motor box mã nhá chẳng như cô tập cả interface muốn là cắt tới việc nghi slow chiếc là ngày hai giờ còn hai đợt interface mọc đó cứ chỉ cả sẵn chẳng nhưng hai là nặng mọc đá hai chỗ hai cái giờ còn thấy đã vào máy prop nó không đi không ok được cả coi móng cái hạt coi móng sàn thế này nhá được chưa nhưng hạt coi móng tới chuyện lại nhá không ok chẳng prop nhưng trong đại bị khởi bán vận tải bị trang cái tài prop trong miền ai chẳng tới hay ở lần này bản thân thì trong hai prop năng prop cứ như anh vừa ca thử vừa chạy bán hay ca đạn chết cứ năng nông đấy cứ mê tha cái prop hết chỉ statement là bay hai là bay xây code JavaScript cho phù năng xa là đấy nó đấy cứ chạy sạch bản thân trong xây code JavaScript cứ như anh đang xây chạy chạy bán này tích ra trong xây console log anh năng chấm score đấy và sau khi trong xây console log score cứ như thời gian bạn là thực hiện xong khác và tóm lại cứ console log trong tới console log anh đang làm chẳng tại và sau khi sóc sóc xây cứ ở cao tới người ta bảo sóc sóc trong bạn ở trong xây console log là giờ bạn thực hiện cứ score một ok trong lần sau đấy cứ dùng hai prop này máu dùng hai prop này máu dot chart trend ok chẳng máu trong số mới sẵn it's not assigned but to react node ok này react node có hai ấy cứ react node react.node dot react node cho mình này được chưa này trời à này mình trời nè hai với cứ react dot react node anh đang bàn trời mình nhưng khó ấy chỉ sai phóng ok năng ấy chẳng hiện tại trên mà score chẳng là lấy xong save file à này chúng tôi ca save file refresh ok hai tập ban nóng nhưng xong xây ta hello cọc ở trong từ nhưng xây phát thế nhận chính hello cọc này cho nó nói gì trong xây ấy tiệt ô thọ là ấy mùi à ta chẳng như nào tiệt ấy mùi hai rồi có này hai xây phát này thế bạn chẳng cho mình ta meta à cha trend prop nó cứ vi mình rất sầm khăn mình tết đặc biệt là dân ai đã xây bán hai ở tệ tuần tra trần nó như trong đôi chúng muốn là x đã tới sầm khăn ở prop lên đồ đấy prop này trắng này nhưng thưa cả đồ bị này chẳng bị đồ này hai lấy bờ sơ cái ô thon ở lớn nhỉ vừa sau là mình prop fcc ô thon thay fcc trắng nó trắng giờ bà gọi thời ca xem prop ấy đọt đằng tiền prop ấy là đọt đằng tiền xem mình thi thấy đại dân dân cầm thời ca xây trắng cái dân xây chết cái dân prop constant mới và tao mang cái dân đã dân bà cả nơi thực hiện này hai dân đã prop bằng màu người ta sẽ bằng prop nắng ok hai nó trong xây cái người ta nó miền prop ấy kì chứ còn chạy bạc màu chắc khơi này miền prop mình ấy ok chứ còn đã tha cha trend chẳng mất dân đã chẳng mất và tóm còn lại cứ dân còn hai là cha trend cứ bị score một ok hai cha trend mà nó cứ bị score rồi ở bà ấy với ngay đấy anh đang bàn chẳng ok hai nó đi trong xe nó ở vầy vầy bật tham tiết chứ khi anh sẽ tam chật ô thọ xp anh thà bye bye rồi gặp bài chẳng tức thế màu ok anh bàn chẳng chẳng anh ấy cứ nhóm prop riêng tiện toàn là biệt cao và cao prop mình tạch ấy chẳng prop cứ kể là cao biệt chẳng chẳng hai bà sơn chỉ riêng cất thao ở lỡ nhóm ở toàn vô ở toàn ba ở toàn ấy cứ riêng PM session xây hái ai tha trẻ ai tha ở đây bờ sân chợ trang xây ở trang ấy tích khi riêng anh thua các comment xưa nhưng mình tích các bạn đây năm bảy anh nhom và hành và thay chị để chân tay rồi còn mấy nhưng mà toàn đăng tha khi ấy tới là sao là ní cứ nhom bể ní cứ nhom gì mình là ai chân khi bọn đăng tha khi sập vô rồi mình vô thì chân cỡ chia sài đấy pro đại san tại nhom chia mình vô office mặt phía ấy hay cả bề mà nhóm đấy cứ chia bề mà bề thì dân tế nhưng mà mình thầm thề thì ok nên ngày chẳng nhóm bề khác nhóm là vô lần càng nghiệp ấy nhưng cật tới việc khác cật là những cái biển kho hiện ấy chân cờ ai thao việc kho ra này anh đang bàn chân hay việc khác cao về chỗ biển chỉ bộ cho tịch tại sao tại nhâm trong bây giờ khi dân ấy biển chơi chụp bàn tịch chẳng là hai ca về mà nhóm mưa tới biển là đèn buồn tịch là sao tại ca về mà nhóm cứ nhâm trong về khi dân nào vậy là bị sầm khăn lại cô tại spine chơi chẳng là đang bàn chân hay chẳng mơ khi dân về mà nhóm tham thiệt riêng ấy ở thang spy nhộn bàn trào bàn thì tất chạm nhóm bàn chệt thì tới ca một đây bởi nhóm cứ mà vì mà video tôi mà video cứ ở đây phun đàn thì cứ tay là mình vậy thằng bậy thôi sau bây giờ nhóm mà đến khi dương to to mà thay nhóm mà đến khi dương tạm online về dục về ấy chứ còn nhóm mà đến tay là đôi thì rồi ngày đây nhưng mà đây nơi đàn thế chẳng tích tha mơ một video hay scope up mơ video tới lồng lòng trao chẳng khi giờ có chụp bắt tôi có chia ở sự ban đâm trả lên thì ok ai tha khi dân ẩm mơ mà video cứ lồng lồng tịch cho mình mùi ấy anh bạn chẳng ok vừa ra là không mà video vì mà video tôi mà video cứ nhông tay và hai tịch xây thì là hậu chẳng anh đang có tỏ được dân tạm nạn này hay bà dân thì khi dân mơ bạn đo video thì bày hãy khi dân tạm mơ video thì mua tí anh đang hai bà bạn tới đây chẳng xong tôi mơ video tạm nàng vĩnh đã bởi Espanol về về nhóm phần ok nàng ấy phụ đã sao nhóm mặt tay phần là vậy nàng thế ok nàng ấy chẳng nhóm cách thang ấy nó cứ nhóm ba mê và hai chết tế cứ nhóm con tập hai chạy to tần năng ở ca đẹp trong structure và chạy mình tỉnh tích hay cái import file gì cho pra tập bắn năng hay là cứ dân mình ở folder layout năng folder app tập bắn năng chẳng dân ở slash tập bắn năng sẵn chạm chụp khi nào video cái rồi thảm tiện ok chẳng sự không tha khi dân đừng chuột màn sáng tệ tôi về dòng 30 dốt hay bọn dốt cho mơ xua vào 24 ở đây thì ok chẳng nhóm mình tập bắn năng ở con sao hai bà sân việc nông video ní ca và để mà nhóm viên mình cầm hoa con cả là đã chế tình ác xong bị tạc thì giờ chia sẻ ok nắng ấy mình tập bắn năng ở con sao bye bye chụp được đi rồi trai xuống sạch bye bye ok hay dân màu bình tích tiện là sao mà anh nhóm liên tay nhóm click cứ nhập click add commit code ok chờ các bạn ra nhầm cho ta thua ai riêng mới vừa bánh click nhưng mà mình là các bạn click cách tha nhau thời ca hai riêng tại tôi chụp lệnh đó chơi những bác thầm đòn lắm hay sao bánh cứ tôi chỉ ở xây những ba là thầm nó chắc những anh chơi control cho nó bị ba quên ấy control nhà mà nhé nhà này nhà này hay bây giờ chơi anh ấy nhú cái nhú ấy mình chơi ấy mày thế bây giờ nhú cứ ba thầm đọt mây nắng á cho nên cứ chạm vào giường cho nên cứ việc bùng ran chứ chẳng đầm bày bật bị bán cái nhung cái control xí ok chẳng xong thưa ca clear screen tích và tao bao nhiêu thưa ca add năng commit ai tha add code nó cho tao cần kịch hạp làm ấy cái yên mới là này chẳng ở lấy tại sao thằng đấy cứ nhông nó không folder này nè nên không react trên YouTube đó cứ không folder xây cứ nhưng mà ban cài prai thì chẳng những ban cài prai là không folder nên tại mỗi cột chẳng là sao lấy nhưng mà pung cho lên folder nó lịch này dân check phi là dụ đi cái dân được khởi tha dân pung này cho trong folder simple full website chẳng những còn thưa ca check git status làm bay mơ nơi thành phía bọn nhóm tha lấy nhưng ban thưa ca plug đồ nó file nó khác ok nên nhưng ban lục nơi app.tsh và tạm ban trong soc component គឺ យើង បាន ធ្វើ ការ add ចូល ហើយ នេះ គឺ យើង បាន ធ្វើ ការ update នៅ file index.txt នៅ ក្នុង folder soc នេះ យល់ ឃើញ modify deleted អានឹង បាន អញ្ចឹង ខ្ញុំ គិត ថា ដូច ជា អី ប្លែក ទេ គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ add code ហ្នឹង ចូល ទៅ កាន់ GitHub អញ្ចឹង ខ្ញុំ ធ្វើ ការ git add អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ ជប់ ខ្ញុំ ដាក់ អញ្ចឹង git add បន្ទាប់មក dot គឺ ថា ខ្ញុំ ចង់ add អ្វីៗ ទៅ ក្នុង folder ដែល ខ្ញុំ កំពុង ឈរ នេះ គឺ add ចូល ទាំង អស់chẳng những thưa ca git add và tao bao nhiêu thưa ca git commit hai độ ấm và tao bao nhiêu tại mistake tha nhập bàn tha prepare code structure và check the time thì rất code more on structure và check chẳng ta and also have some component chẳng từ ok chẳng riêng chẳng đã message exchange cứ tam chặt anh đi còn chỉ message nhầm đã mình bày nhầm mà mờ được nói cứ nhầm đằng thao chấm lệnh comment này cứ nhầm ăn ở cái này là anh cứ nhầm ăn đằng ok chẳng những thưa cái enter Và tóm nhưng tôi git post rồi cờ bờ sân chỉ không à cái khai thác không brand man bởi dân mình ở vài dọc đó cứ dân anh tôi git pull origin man brand man bởi dân đấy cứ mình ấy tế cứ already up to date trên git pull chốt git pull origin man ok chẳng những bạn pull từ cam man thấy ok cho nên về khi cho bậc can GitHub đấy cho lại nhấn enter ở nhóm chọn control hay open bằng tới cứ dân được khơi ở bài đài ban plato này ok xong scan muốn hay đấy cứ chọn commit hay là khi cho mà commit từng này chọn này móc khơi commit từng này đây bạn commit bạn ấy chẳng ok là ngày chắc dân mình tập quan năng thế ở con thì này chán là ngày bye bye mình đoàn thiệt ok là ngày tới tới bên tè đấy là ngày